Kính thưa quý vị, phụ huynh dò dẫm đón con trong biển nước. Mưa lớn liên tục những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều tuyến phố của thành phố Vinh bị ngập lụt nặng nề. Sau giờ tan hầm thì tại nhiều điểm trường mầm non và tiểu học ở thành phố Vinh, phụ huynh phải mò mẫm trong biển nước để đón con về nhà. Tại nhiều điểm trường mầm non ở thành phố Vinh như trường mầm non Hòa My, phường Hưng Dũng, trường mầm non Lê Lợi, trường mầm non Quang Trung, do các tuyến đường dẫn vào trường đều ngập nặng nên việc đón trẻ gặp nhiều khó khăn. Nước ngập vào tận sân trường nên các bậc phụ huynh phải lội nước vào trường bế con ra. Nhà chỉ cách trường hơn 200m nhưng việc đón cháu đối với gia đình của bà Vũ Thị Hoa hôm nay khó khăn hơn rất nhiều. Cả tuyến phố bị ngập sâu gần 1m khiến cho việc dò đường về nhà là cả một thử thách. Không chỉ ở trường mầm non Hòa My mà nhiều điểm trường mầm non khác ở thành phố Vinh cũng chịu tình trạng tương tự. Nhiều bậc phụ huynh cũng đã tính đến việc cho các con cháu ở nhà suốt đợt mưa lũ để đảm bảo an toàn, song lại đau đầu về người trông nom.